Chào tất cả các khách hàng yêu quý của DKRA Beauty ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã tiếp một vị khách rất là đặc biệt, đó là chị Uyên. Chị Uyên thì đã từng là khách hàng của DK từ khoảng tầm hơn một năm trước. Và ngày hôm nay thì chị Uyên đã qua DK và có giới thiệu và bạn bè, và hôm nay chị có dắt bạn chị qua DK để sử dụng dịch vụ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị Uyên một lát nhé. Thì anh chào chị. Chị Uyên ơi, thì cho em hỏi thăm là chị có thể chia sẻ về cái tình trạng lông mày cũ của mình trước khi làm ở tại DK khoảng một năm trước không hả chị? Trước đây thì mình có làm công nghệ điêu khắc. Mình làm được khoảng vài tháng thì cái mực nó hơi bị trồ một chút, và cái sợi thì nó cũng bị vỡ sợi và dáng, nhưng mình không ưng dáng cho lắm, nên mình muốn đổi sang dáng mới cho đẹp hơn. Vâng, như mọi người có thể thấy thì đây là cái tình trạng lông mày cũ của chị Uyên mọi người nhá. Và đẹp đó, tình trạng lông mày cũ của chị Uyên, như chị Uyên vừa chia sẻ thì cái lông mày này của chị Uyên này, chúng ta có thể thấy thì dáng lông mày thì bị thô và cứng, ngoài ra thì cái gốc mực bị trổ đỏ rất là nhiều đó, và mình nhìn như thế này thì nó rất là nham nhở đẹp. Chị Uyên ơi, thì không biết là cái lông mày cũ này của mình ấy, mình làm được bao nhiêu lâu thì nó bị trổ như này chị? Mình làm được khoảng tầm 7 hay 8 tháng gì đấy. Tức là chưa được một năm đã bị trổ đỏ rồi đúng không ạ? Vâng, thì không biết là sau khi mà đến DK thì chị Uyên đã trải nghiệm những dịch vụ gì ạ? Mình qua thì các bạn có tư vấn cho mình là phải rút mực cũ đi để khử đỏ, sau đó thì làm công nghệ mới là headshot. Vâng, thì trong cái quá trình hút thì mình thấy nào, và cái lông mày của chị thì hút có nhanh không ạ? Trước khi hút thì mình khá là sợ, bởi vì mình cũng là một người sợ đau. Nhưng mà được cái là trong quá trình hút thì mình thấy là rất là nhẹ nhàng, chỉ hơi châm chích một xíu xong là ok. Và mình thấy là thời gian khá nhanh, của mình thì hút được 3 lần là làm mới được. Chưa được 1 tháng là mình làm mới. Mình có thể thấy nhá, đây là cái tình trạng lông mày của chị Uyên sau khi hút, sau khi xóa laser bằng siêu laser Picomax ở tại DK. Như chúng ta có thể thấy thì vùng lông mày không hề bị cháy này, vẫn còn nguyên. Ngoài ra thì laser chỉ tác động hút cái mực trổ đỏ ở trên nền da của chị thôi, còn ngoài ra thì cái vùng da lông mày của chị Uyên không hề bị ảnh hưởng đó. Và đây ạ, vâng, chúng ta có thể ngắm nhìn cặp lông mày ngày hôm nay. Thì khi mà chị Uyên đã dắt bạn qua để trải nghiệm dịch vụ tại DK thì tôi đã hiện ra ngay chị Uyên đó với cặp lông mày này. Thì mọi người có thể thấy đấy, chị Uyên là đã từng trải nghiệm dịch vụ headshot tại DK đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Như mọi người có thể thấy nhá, thì sợi lông mày này vẫn còn nguyên này như mới, và cái điều đặc biệt là không hề có cái dấu hiệu mực bị trổ đỏ. Thì không biết là sau một khoảng thời gian dài như vậy rồi, hơn một năm đúng không chị Uyên? Dạ vâng. Thì mà lông mày của mình vẫn còn nguyên như này, thì không biết là mình thấy thế nào, mình có cảm nhận gì ạ? Điều đầu tiên thì mình khá là hài lòng, bởi vì mình nhìn thấy các bạn chăm sóc rất là ok. Thứ hai là về dịch vụ thì cảm ơn chị chủ đã làm cho mình bộ lông mày mình rất là ưng ý. Và điều mình quan trọng là bởi vì trước đây mình làm được 7-8 tháng đã bị trổ rồi, nhưng khi làm mình khá là lo lắng về cái việc bị trổ màu. Nên mình làm được gần 1 năm rưỡi rồi, nhưng mà mình hiện tại thì mình thấy rất là ưng ý. Về màu lông mày rất là ok và dáng mày mình cũng rất là thích. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều về những chia sẻ của chị sau khi đã trải nghiệm dịch vụ ở tại DK ạ. Và rất là mong chị Uyên sẽ giới thiệu thật nhiều bạn bè và người thân đến để cùng trải nghiệm những dịch vụ tuyệt vời tại DK chị Uyên nhé. Vâng, mình cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ.